Cô gái này nhìn thê thảm tàn tạ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định và bình thản. Đó là bởi vì cô ấy vừa giết đến kẻ cuối cùng hãm hại bản thân. Một mình giữa sa mạc ban ngày nóng như lửa đốt, đêm đến lại lạnh run người. Bị bao vây truy lùng bởi những kẻ khốn nạn tàn nhẫn, vậy mà cô ấy vẫn thành công giành lại sự sống. Chiếc máy bay tư nhân vừa đáp xuống một ngôi biệt thự nghỉ dưỡng bên vách núi treo leo nằm giữa sa mạc. Jennifer bước xuống với đôi chân dài miên man, mồm mút kẹo ngọt như cách cô mút cổ chai. Vừa vào căn phòng, cô đã khiến anh người yêu khuôn mặt biểu hiện phê chữ E kéo dài. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Jennifer xuống phòng tiếp nước và cầm quả táo cắn vội. Đột nhiên có hai người đàn ông vác súng trên vai xuất hiện làm cô giật bắn người đánh rơi chiếc ly. Richard đi ra mở cửa đón khách, anh giới thiệu người bạn Stanley và Dimit cho Jennifer. Hai gã trai đứng nhìn cô gái nóng bỏng mà không ngừng bước nước bọt. Buổi tiệc ngoài trời nhanh chóng diễn ra, không khí vui nhộn toàn tiếng cười. Ngoại trừ tay Dimit chỉ chăm chăm cái ống nhòm soi bồ của bạn. Thế rồi Richard lấy ra một túi ma túy, nó là hàng nặng cực hiếm. Một túi nhỏ có thể cho cả một đội bóng thắp loạn xuyên đêm. Anh đưa cho Jennifer, bảo cô cất đi kẻo chơi xong lại xảy ra án mạng. Jennifer cầm lấy chạy ra xa, cẩn thận mở mặt dây chuyền giấu trong đó. Bật một điệu nhạc sôi động, cô quay trở ra đá đôi giày khỏi chân và bắt đầu màn uốn éo đỉnh cao. Stanley mắt sáng lên cùng điệu cười khoái chí khi Jennifer tiến tới mời lên nhảy cùng. Chưa được bao lâu, Richard tuyên bố buổi tiệc kết thúc, anh tiến tới vác Jennifer về phòng. Sáng hôm sau, Stanley đã chuẩn bị sẵn đồ ăn đợi bồ bạn dậy. Anh ta niềm nở mời cô gái ngồi còn tranh thủ thoa nốt chút kem dưỡng còn sót trên lưng. Thấy Jennifer đảo mắt tìm bạn trai, Sally liền trấn an Richard đi nộp hồ sơ có lẽ sẽ mất cả buổi sáng. Dimit cũng say luôn rồi, việc đó cũng mất cả buổi sáng, vậy nên chỉ có hai chúng ta. Stanley gợi ý làm cái với ánh mắt đầy sự thèm thuồng. Jennifer thấy có gì đó căng thẳng, cô lấy điện thoại và cố liên lạc với bạn trai. Không có tín hiệu trả lời, cô liền viện cớ phải chuẩn bị đồ rời bàn ăn. Thế quái nào gã trai đi vào tận phòng nén nhìn Jennifer thay quần áo. Đến lúc phát hiện thì xin lỗi tình bơ, tôi không cố ý làm cô sợ. Stanley cứ thế ngồi xuống giường đưa ra tấm bưu thiếp, nhắn cô gái khi cần thì gọi, chúng ta có thể làm vài việc cùng nhau. Thấy Jennifer luôn tìm cách lảng tránh, Stanley đi thẳng vào vấn đề, cô không thích điều gì ở tôi. Jennifer có đôi chút căng thẳng, cô nói rằng đơn giản chỉ là không hợp gu vậy thôi. Tại sao tôi không phải gu của cô? Trước câu hỏi đó Jennifer cũng thẳng thật luôn, anh quá lùn, tôi thích đàn ông cao hơn. Stanley lúc này không còn che giấu ý định nữa, hắn buông lời đe dọa và dí cô gái vào sát tấm kính. Đang chuẩn bị hành sự thì tiếng cửa mở, Dimit bước vào. Nhìn Jennifer nước mắt giàn giụa cầu cứu, hắn cắn miếng bánh lạnh lùng quay ra đóng cửa, để mặc cô gái gào thét đau đớn trong căn phòng. Richard quay trở về đã thấy vấn đề bất thường. Jennifer nằm dưới lớp chăn rơi nước mắt, cô nói muốn về nhà ngay lập tức. Thế nhưng Richard lại trấn an mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa. Anh đã lo cho em một công việc và tiền đã được chuyển vào tài khoản. Jennifer vò mảnh giấy ném xuống đất, cô mệt mỏi bật khóc nói chỉ muốn về nhà. Richard vẫn cố thuyết phục, đây là cơ hội đổi đời. Chỉ vì em quá xinh đẹp, họ sẽ đến xin lỗi. Jennifer cầm điện thoại lên yêu cầu, anh gọi trực thăng ngay đi không vợ, anh sẽ biết mọi việc. Vừa dứt lời thì bốp, Richard thẳng tay tát Jennifer quay táng, cô nghĩ mình là ai hả con điếm rẻ tiền. Jennifer tuyệt vọng vùng dậy chạy khỏi khu nghỉ dưỡng. Richard ngay lập tức đuổi theo, hai tên bạn nhìn thấy cũng lao ra giúp sức. Được một hồi ba thằng đàn ông rồi người con gái đến bên vách núi, Richard giả vờ gọi trực thăng nhằm trấn tĩnh Jennifer. Rồi bất ngờ hắn đẩy cô xuống dưới trước sự hoảng sợ của Stanley. Quay trở về, Richard mang tất cả đồ đạc của Jennifer đi đốt phi tang chứng cứ, hai tên còn lại chuẩn bị súng ống cho cuộc đi săn như thường lệ. Cùng lúc đó ngoài sa mạc, những giọt máu nối tiếp nhau rơi xuống suýt vỡ đầu con kiến cảng. Jennifer tỉnh lại với khúc gỗ xuyên qua bụng, cô nén đau cô với chiếc bật lửa. Thu đám lá khô Jennifer đốt gốc cây, sau những cái lắc người đầy đau đớn cô cũng thành công thoát xuống. Chưa nằm được bao lâu thì tiếng ồn vọng lại, ba gã trai đang phi xe tới kiểm tra hiện trường. Jennifer cố gắng bò sát vào vách đá khuất tầm nhìn, thấy nạn nhân đã biến mất. Stanley cho rằng Jennifer có thể chưa chết, ta nên tìm và đưa cô ấy đến bệnh viện, luật sư sẽ lo các vấn đề còn lại. Nhưng Richard gạt đi, chúng ta có 3 người với vũ trang đầy đủ, không được để chuyện này có cơ hội lộ ra ngoài, chuẩn bị đi chúng ta sẽ tìm cô ta. Stanley lúc đánh rậm thì hăng, còn giờ đây lại bị cái uy của thằng bạn lấn át, cũng chỉ đành ngậm ngùi làm theo. Bọn chúng lên xe và bắt đầu cho cuộc tìm kiếm dưới thung lũng. Trời tối cả bọn mới đến nơi, Jennifer đã kịp thời di chuyển. Lần theo dấu vết còn vương trên cát, chúng lên xe quyết truy sát Jennifer. Vệt máu biến mất khi đến một dòng sông, Stanley nói sẽ ở lại canh chừng hai người còn lại chia nhau hai hướng tìm kiếm. Jennifer vẫn ôm vết thương chạy không ngừng nghỉ, nghe tiếng động và ánh đèn phía xa, cô ngay lập tức nín thở lặn xuống tránh bị Dimit phát hiện. Cái lạnh và vết thương dường như khiến Jennifer kiệt sức. Lúc này chỉ còn ý chí sinh tồn mạnh mẽ từ bản năng giúp cô có thể di chuyển chậm chạp. Núp sau tảng đá, Jennifer nhìn chăm chăm vào khẩu súng đang dựa gần đó. Được cái Dimit đái đủ lâu để cô có thể tiến lại gần. Khi hắn quay người lại, Jennifer đã cầm được khẩu súng nhắm đến. Bình tĩnh đi, bình tĩnh nào. Ánh mắt Jennifer đầy sự giận dữ, cô bóp cò nhưng không viên đạn nào bay ra.
Dimitri đã đặt bẫy thành công. Hắn cố tình giằng cảnh đái đường và để khẩu súng hứa hênh nhằm dụ Jennifer nếu cô ở gần. Gã khốn không mang Jennifer về luôn mà thay vào đó lôi ra giữa sông, dìm đầu cô xuống giảng giải về thuyết đi săn. Jennifer rút được con ra Dimitri dắt bên đùi. Biết chiếc dao thì không cần đạn, vừa bị lôi khỏi mặt nước cô nhắm thẳng tên khốn nạn đâm xuống. Sau một hồi vùng vẫy đau đớn, Dimitri ngã vật xuống nổi lình vình. Jennifer cẩn thận tiến đến lấy lại con dao làm vũ khí phòng thân. Gã khốn bắt đầu chìm xuống dòng sông và không sủi tăm. Cô gái lên xe vững tay lái lao đi trong màn đêm tối. Nhưng không được bao xa thì sang cạn kiệt, Jennifer chỉ đành tiếp tục hành trình với đôi chân trần và vết thương sâu. Tiếng thở gấp gáp nặng nề, cô tìm đến một hang động đốt lửa sưởi ấm. Rũ tung chiếc ba lô chỉ có lon bia là có thể cho vào mồm, Jennifer làm một hơi rồi bắt đầu rút chiếc cọc gỗ. Nhưng nó quá đau đớn, cô gái tội nghiệp nằm xuống khóc nức nên. Nhìn vào mặt dây chuyền, Jennifer chợt nhớ đến túi ma túy Richard đã đưa trước kia. Cô làm một cọng nhưng phải nhổ ngay vì nó quá đắng. Có điều mạng sống lúc này quan trọng hơn, Jennifer cố nhặt lên nuốt vào cổ họng. Ma túy ngay lập tức phát huy tác dụng, Jennifer khử trùng con dao bắt đầu xử lý vết thương. Sau khi lôi khúc gỗ khỏi bụng, cô hơ nóng vỏ bia dí xuống để ngăn máu chảy. Làn khói bốc lên cùng tiếng xèo xèo của mỡ rán, đôi mắt Jennifer căng ra ngất lịm đi vì đau đớn. Trời đã sáng, Richard trở lại với con thú vừa săn được. Tiếng động bất ngờ làm Stanley giật bắn người tỉnh giấc, phàn nàn vài câu với thằng bạn rơi ra sông rửa mặt. Xác Dimitri nổi lên làm hắn đái cả ra quần, chân không đứng vững ngã lộn nhào xuống dòng sông. Mồm gào thét, tay khô khoáng, Stanley lao lên xe. Cảm xúc từ hoang mang sợ hãi đến tức giận, mồ hôi hắn cứ thế vã ra như tám đôi mắt long lên sòng sọc. Chỉ đến khi Richard gõ cửa, Stanley mới trấn tĩnh phần nào. Sau khi nhét đầy đá vào áo khoác của Dimitri, hai gã trai quẳng thằng bạn chìm nghỉm dưới dòng sông. Richard có vẻ tức giận vì sự yếu mềm của Stanley, đang đi bất thình lình quay lại đầm anh ta vỡ mũi. Sau đó lên xe tiếp tục tìm tung tích cô gái giữa sa mạc. Lúc này Jennifer cũng tỉnh lại, hình con đại bàng và dòng chữ trên lon bia in hằn chỗ vết thương, phấn khởi xăm đẹp không mất tiền, cô cầm súng và băng đạn ra cửa hang. Bất ngờ Richard xuất hiện bóp cò mà không để Jennifer có cơ hội chăn chối. Thì ra đó chỉ là tác dụng của ma túy, những cơn ác mộng ập đến rất nhiều lần khiến Jennifer ngất lại tỉnh. Mặt trời lên cao, cô gái mới trở lại thực tại, đồng nghề chuẩn bị đầy đủ cô ra khỏi hang. Đứng giữa mỏm đá bốn bề là cát, ánh mắt người con gái ấy kiên định và giận dữ. Với ngôi sao hy vọng đeo bên tai, Jennifer quyết định đi săn. Cô dùng ống nhòm bắt đầu tìm kiếm con mồi. Stanley sau khi bị đấm vỡ mũi thì giờ ngoan như con, Richard sai gì làm đấy không dám địch. Cứ thế bọn chúng chia nhau ra hai hướng, mang theo bộ đàm giữ liên lạc lục soát những ngọn núi. Richard đi trước, Stanley tranh thủ lấy gương soi vết thương. Ánh sáng phản chiếu đã báo cho Jennifer vị trí của hắn, nhận ra cơ hội cô bắt đầu theo dấu chiếc xe. Hết xăng khiến Stanley phải đỗ lại giữa đường, Jennifer nép bên vách đá lên nòng nhắm bắn. Ảo giác lại hiện ra, mặt hắn biến thành con thằn lằn gớm ghiếc liếc mắt nhìn khiến Jennifer thu sống. Sau khi trấn tĩnh lại, cô nhắm thẳng mục tiêu bóp cò, có điều lực đẩy khiến viên đạn chỉ trúng vai Stanley. Jennifer cũng bị hất văng xuống đất, lúc dậy đã thấy đối phương biến đâu mất, cô thận trọng di chuyển đến gần chiếc xe tìm kiếm. Theo vết máu, Jennifer lần theo Stanley đang chạy vắt giò lên cổ. Nhận ra việc mình để lại dấu vết, Stanley tháo giày lấy tất cố cột chặt chỗ bị thương. Quả nhiên Jennifer đuổi đến nơi thì mất phương hướng, không biết rằng kẻ thù đã leo lên vách đá phục kích. Cứ mãi tìm kiếm chẳng hề biết nguy hiểm đang đến cận kề. Stanley nhịn đau vác súng lên vai ngắm bắn, cũng may do cơ thể hắn run lẩy bẩy mà viên đạn chạch vài cm. Jennifer bị rơi ngôi sao hy vọng liền đứng dậy cầm súng bỏ chạy. Đến góc khuất, cô đập vỡ đèn pin làm mảnh kính vương đầy trên mặt đất. Stanley chân trần đuổi theo liền đạp trúng, hắn ngã vật ra đất gào lên đau đớn. Cô nghiến răng lấy hết can đảm, Stanley rút ra mảnh kính, sau đó tập tễnh từng bước bò về xe. Hắn giậm chân ga mà hét lên như vừa chết đi sống lại vì vết thương không ngừng chảy máu. Với mọi nỗ lực xe cũng nổ máy, hắn lao nhanh trên con đường mòn quyết đâm chết Jennifer. Nghe âm thanh vọng đến, Jennifer liền quay người nâng súng. Viên đầu tiên không phá được lớp kính, Stanley liền đưa tay lên khiêu khích ăn mừng. Nhưng rồi viên tiếp theo đã khiến hắn câm nín, Jennifer nhẹ lách người tránh chiếc xe mất lái lao qua. Đúng lúc đó Richard gọi tới qua bộ đàm, giọng tên khốn nạn lại khiến Jennifer sôi máu, cô lên xe lao đi săn kẻ cuối cùng. Richard sau khi không nhận được tín hiệu trả lời thì cũng mất bình tĩnh. Hắn đi lòng vòng chân đá cắt mồm chửi như thằng tâm thần. Bất lực, Richard đành quay trở lại khu nghỉ dưỡng, hắn quăng mình xuống ghế thở không ra hơi. Cái vẻ hung hăng lúc này mất hẳn, với vội điện thoại Richard gọi người tới đón. Được hẹn nửa tiếng, gã liền lảo đảo vào phòng tắm, tiếng động bên ngoài khiến Richard giật mình tắt vòi sen. Cầm khẩu súng, hắn thận trọng tìm kiếm khắp nơi, hết các phòng lại ra tới bể bơi. Hóa ra chỉ là con robot dọn bể mắc kẹt. Gương mặt căng thẳng, Richard đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường mới quay vào nhà. Con bé trên TV tự nhiên quảng cáo thuốc hôi nách làm Richard giật bắn người đứng dậy. Với tay lấy điều khiển thì Jennifer đã xuất hiện ở cửa với khẩu súng. Richard vừa mở mồm nói nghe này, cô ấy đã bóp cò bịt miệng. Dù bị thương ở bụng, hắn vẫn đủ sức phản kháng. Hai bên nổ súng quyết lấy mạng đối phương.
Một hồi không thấy động tĩnh gì, Jennifer liền bước tới xem xét, máu loang lổ khắp nơi. Theo vết máu, cô đuổi theo tới phòng khách thì bóng Richard mất dạng. Hắn đang nép bên tường chờ đợi Jennifer bước vào. Cũng may Richard bị thương khá nặng, máu trên người chảy xuống sàn đã tố cáo vị trí hắn ẩn nấp. Jennifer nhìn thấy liền nhẹ nhàng lùi một bước, cô quay đầu đi đường vòng nhưng Richard cũng bắt đầu di chuyển. Cả hai cứ vòng quanh tìm nhau qua mấy bức tường. Vết thương chảy máu không ngừng, Richard phải lục trong tủ bắt lấy giấy bọc thức ăn quấn quanh người. Nghe tiếng động, Jennifer lao nhanh ra nổ súng chiếm thế thượng phong. Richard bắn trả được vài viên thì hết đạn liền quay đầu bỏ chạy. Thế rồi vết máu trên sàn làm Jennifer trượt chân đánh rơi khẩu súng. Richard từ phía sau chạy đến thập cái băng súng xuống đầu khiến cô ngất lịm. Hắn bóp cổ Jennifer nhấc lên dí sát tường tỏ vẻ vô cùng giận dữ. Bằng chút sức lực cuối cùng, Jennifer thọc vào vết thương khiến gã khốn buông tay. Cô với khẩu súng bắn hắn bay cuối hành lang. Vậy là cô gái ấy đã chiến thắng trong cuộc rượt đuổi sinh tử. Những gã đốn mặt nằm xuống trước sự thông minh kiên định của Jennifer. Phụ nữ có thể ngả vào lòng bạn vì tình yêu nhưng đừng dại mà coi họ là món đồ chơi. Kết cục như thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại cả nhà trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha.